Từ một diễn viên được khen ngợi tài năng diễn xuất, Kim Minh Hee ngậm ngùi chọn cuộc sống ẩn dật vì giật chồng người. Đã hơn 3 năm từ lúc công khai qua lại với đạo diễn lớn hơn 22 tuổi, cô vẫn không thoát được số phận bị ghét bỏ, ghẻ lạnh. Con ghẻ quốc dân, người đàn bà đáng ghét là những từ Minh Hee phải chịu khi yêu Hong Sang-soo. Hiện tại, không thấy sao nữ 38 tuổi tham gia các dự án phim của nhiều nhà sản xuất, kênh truyền hình nổi tiếng. Có chăng, Minh Hee chỉ đóng được phim của Hong Sang-soo, người cô quyết định gửi gắm tấm thân cả cuộc sống, lẫn nghề nghiệp, dù nhận nhiều chỉ trích, miệt thị. Từ mẫu tin xấu lạ. Thời đi học, cô nổi bật so với bạn bè cùng trường nhờ chiều cao 1m7 và hình thể cân đối. Gương mặt Minh Hee không đẹp, thậm chí bị nhiều khán giả đánh giá xấu lạ. Có phần góc cạnh, tuy nhiên cô tạo sức hút với nụ cười rạng rỡ và gương mặt hợp mốt. Những năm đầu học cấp 2, Minh Hee được mời làm người mẫu ảnh và xuất hiện với tần suất dày đặc trên các tạp chí tuổi teen. Nhiều đạo diễn lẫn đài truyền hình lớn ở Seoul nhận định cô tỏa sáng trong chương trình dành cho học sinh, sinh viên. Cô ấy toát lên vẻ quyến rũ, dù diện mạo khá tầm thường, là ý kiến nhận nhiều đồng tình của khán giả trên diễn đàn BAM. Từ mẫu tin, Kim Minh Hee có cơ hội trẻ ngào diễn xuất khi được mời đóng vai học sinh ngỗ nghịch và nổi loạn Shim Hee Won trong School 2. Tuy nhiên, suốt hơn 6 năm sau đó, cô bị đánh giá diễn xuất yếu kém, thậm chí giới chuyên môn khẳng định cô hấp dẫn nhưng trống rỗng. Năm 2006, diễn viên 5 lần 7 lượt xin được đóng vai Charmiri trong phim giả tư độc thân Goodbye Solo. Biên kịch No Hee Kyung cho biết từ chối Kim Min Hee đến 5 lần nhưng sau đó bị thuyết phục bởi sự quyết tâm và đam mê của cô. Phim không thành công về tỷ lệ người xem nhưng giới chuyên môn đã thay đổi quan niệm về Min Hee, nhận ra cô có khả năng. Min Hee tâm sự, tác phẩm này là bước ngoặt trong sự nghiệp của cô, khiến cô muốn sống trọn đời với nghiệp diễn xuất. Giai đoạn năm 2007-2008, cô tham gia nhiều khóa đào tạo diễn xuất, tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối và nghiên cứu kịch bản mọi lúc, mọi nơi. Sau dự án truyện tình của bà mối Matchmaker's Lover năm 2008, Min Hee không nhận phim truyền hình để tập trung cho mảng điện ảnh. Song song đó, cô góp mặt trong nhiều phim quảng cáo, được mời làm đại diện thương hiệu của nhiều hãng thời trang, mỹ phẩm, được vinh danh diễn viên trẻ nổi bật. Nhờ diễn xuất trong phim All My Beach at Night Alone, Biển đêm một mình năm 2017, Kim Min Hee trở thành mỹ nhân hàng đầu tiên đoạt giải gấu bạc, nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Berlin năm 2017. Cô thủ vai Jung Hee, cô gái tốt bụng, ngọt ngào nhưng có nhiều ẩn ức dồn nén và nỗi đau không biết tỏ cùng ai. Vì vậy, cô chọn cách diễn thay đổi tâm trạng nhanh giữa các thái cực vui buồn, yêu thương, hờn giận. Giới chuyên môn quốc tế nhận xét, Min Hee thành công khi biến hóa thành Jung Hee lúc điềm tĩnh, bất cần, lạc quan, khi thô lỗ, nông nổi, tuyệt vọng chỉ sau vài ngụm rượu. Đến mỹ nhân từng hẹn hò Lee Jung Jae, Jo In Sung. Suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật, Kim Min Hee không có quá nhiều người yêu. Song, đọng lại trong trí nhớ khán giả, mỗi cuộc tình của sau phim Người Hầu Gái đều ồn ào truyền thông. Năm 2003, Kim Min Hee hẹn hò Lee Jung Jae. Thời điểm đó, nam diễn viên là ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc, có hàng loạt vai diễn cùng giải thưởng để đời. Kim Min Hee chỉ là người mẫu mới nổi, chưa có hoạt động nổi bật. Giai đoạn ấy, khán giả nhớ đến Min Hee là diễn viên trẻ có phong cách thời trang độc đáo, không có gì hơn. Thậm chí, suốt thời gian hẹn hò, diễn viên School 2 chỉ được gọi là bạn gái Lee Jung Jae. Bù lại, cuộc tình này được bạn bè đôi bên truyền thông ủng hộ, khen đẹp đôi. Suốt thời gian hẹn hò, không ít lần họ khoe ảnh sống chung. Lee Jung Jae cũng là người giúp đỡ, mang đến cho người yêu nhiều vai diễn. Chỉ 3 năm, họ quyết định đường ai nấy đi. Nguyên nhân chia tay được đưa ra là quá bận rộn để tiếp tục yêu đương. Sau cuộc tình với Lee Jung Jae, sau phim Biển đêm một mình, hẹn hò với người mẫu đàn em Lee So Hyuk. Trai đẹp được Kim Min Hee để ý kém cô 6 tuổi. Thời điểm này, sao nữ sinh năm 1982 đã nổi tiếng. Việc hẹn hò bạn trai kém tuổi khiến cô nhận được nhiều chú ý. Trong thời gian yêu nhau, Kim Min Hee và người yêu thường xuyên thể hiện tình cảm trước công chúng. Họ cũng được đánh giá có ngoại hình tương đồng. Fan của nữ diễn viên mong cô sớm lập gia đình với người mẫu điển trai. Tuy nhiên, sau 2 năm yêu nhau, họ tuyên bố chia tay. Sau phim The Day After, tuyên bố vẫn là bạn bè thân thiết với Lee So Hyuk dù không còn yêu nhau. Mối tình nổi tiếng nhất của Kim Min Hee phải kể đến mỹ nam Jo In Sung. Năm 2013, Dispatch khui hàng loạt ảnh hẹn hò của hai ngôi sao, họ nhanh chóng thừa nhận đang yêu. Sau khi công khai với sau phim Gió Đông năm ấy, Kim Min Hee chính thức được đưa vào danh sách sao nữ hẹn hò tài tử điển trai bậc nhất xứ Hàn. Thời điểm mới hẹn hò, họ bị truyền thông Hàn Quốc phản ứng. Fan hâm mộ Jo In Sung cho rằng Min Hee không xứng đáng với thần tượng, kể cả danh tiếng, nhan sắc lẫn đời tư. Vượt qua mọi thứ, họ vẫn gắn bó được 18 tháng. Cuối cùng, vì công việc bận rộn, quan điểm tình yêu khác biệt khiến họ đi đến quyết định chia tay. Từ diễn viên được săn đón đến tài tiếng giật chồng. Sau hàng loạt vai diễn thiếu điểm nhấn, mãi đến khi xuất hiện trong Người Hầu Gái, Kim Min Hee được săn đón. Thậm chí, đạo diễn Park Chan-wook cho rằng cô là diễn viên hạng A được thèm muốn nhất. Truyền thông xứ Hàn và quốc tế lại ca tụng ngôi sao 38 tuổi là nữ hoàng cảnh nóng. Giữa lúc sự nghiệp đang lên, Kim Min Hee làm việc đáng xấu hổ. Nữ diễn viên có mối quan hệ ngoài luồng khó chấp nhận với Hong Sang-soo, đạo diễn lớn hơn cô đến 22 tuổi. Vụ việc bắt nguồn từ cuộc hợp tác giữa Kim Min Hee và Hong Sang-soo trong Cry Now Wrong Dance. Sau đó, họ thẳng thừng tuyên bố với truyền thông đang yêu nhau và sẽ bất chấp để đến với nhau. Trên thực tế, cuộc tình chúa cháu trong showbiz ngoài cuộc sống không thiếu.
Sẽ không có gì đáng nói nếu cả hai còn độc thân. Lần này, đạo diễn Hong Sang-soo lại có vợ và một con gái lúc bấy giờ đã học đại học. Chỉ riêng điều này cũng đủ khiến người ta cảm thấy phẫn nộ với cô gái, từng là người yêu của hàng loạt nam thần cực phẩm Lee Jung-jae, So In-sung. Kim Min-hee từ đây bị gắn mác là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Từ một diễn viên được giới mộ điệu quốc tế yêu thích trong The Handmaiden, mọi fan hâm mộ đều quay lưng và thậm chí ném hết hình ảnh của cô vào thùng rác và cho rằng cô không còn đủ tư cách để được gọi là một nghệ sĩ. Đối với công chúng thì cho dù có tài năng đến đâu, nhưng cách hành xử của một con người vẫn là thứ quan trọng, và nhân cách của cô từ khoảnh khắc đó trong mắt người hâm mộ đã trở thành một thứ rác rưởi. Cũng dễ hiểu, trong cuộc sống bình thường, chỉ cần chứng kiến một ai đó chen vào cuộc tình của người khác đã đủ khiến công chúng cảm thấy khinh bỉ. Đừng nói ở đây là một diễn viên nổi tiếng, sở hữu những bộ phim ra rạp ăn khách, hình ảnh thì xuất hiện khắp nơi ở các chiến dịch quảng cáo cho các nhãn hàng. Thậm chí vì yêu Kim Min-hee, đạo diễn 60 tuổi về nhà dục vợ ký vào đơn ly dị để ông sớm được qua lại hợp pháp với tình trẻ. Song do chưa đạt những thỏa thuận về việc phân chia tài sản, dù nộp đơn ly hôn từ tháng 11 năm 2016, hiện tại đạo diễn vẫn chưa thể bỏ vợ. Ngoài ra, còn chưa kể đến các tin tức và các bài báo về người vợ với cuộc hôn nhân 31 năm của đạo diễn Hong Sang-soo. Những dòng tâm sự của bà càng khiến cho hình ảnh của đôi tình nhân trong mắt công chúng không thể nào tồi tệ hơn nữa. Tôi sẽ không bao giờ ly hôn với chồng mình. Tôi sẽ chờ anh ấy hồi tâm chuyển ý cho tới lúc chết. Tôi vẫn luôn yêu thương chồng mình dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Và tôi tin chồng mình vẫn còn yêu tôi. Tôi vẫn luôn tin tưởng một ngày nào đó anh ta nhận ra sai lầm và quay trở về với gia đình. Bất chấp tất cả, Hong Sang-soo vẫn đến với Kim Min-hee. Họ chọn cách sống bình lặng, ít xuất hiện trước truyền thông nước nhà vì không thể chịu được áp lực từ dư luận. Nữ hoàng cảnh nóng bị mẹ từ mặt, khán giả quay lưng. Vì tai tiếng giật chồng, Kim Min-hee tự tay xóa bỏ những gì mình tốn công gây dựng. Từ danh tiếng, sự yêu thương của khán giả, cho đến những mối quan hệ thân thiết, mọi thứ đều chấm hết. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, từ ngày qua lại với đạo diễn lớn hơn 22 tuổi, Kim Min-hee bị mẹ từ mặt. Dù được mẹ khuyên nhủ, sau phim Vô Vọng vẫn bất chấp và đến với bạn trai. Điều đó khiến bà xấu hổ với gia đình, người thân lẫn hàng xóm, dẫn đến quyết định cắt đứt quan hệ với con gái. Kim Min-hee cũng phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ công chúng. Ở thị trường giải trí được mệnh danh khắc nghiệt bậc nhất châu Á, mọi nhân vật xem nhẹ giá trị luân thường, đạo đức đều bị đào thải. Sau nữ sinh năm 1982 bị Kanet gọi là minh tinh thị phi, đáng ghét nhất Hàn Quốc. Chính vì bị khán giả quay lưng, hàng loạt đạo diễn, nhà sản xuất quyết định đưa cô vào danh sách đen. Kim Min-hee mất đi hàng loạt hợp đồng quảng cáo, hình ảnh của cô cũng bị các thương hiệu từ chối. Người tình Hong Sang-soo cũng không có cơ hội xuất hiện trong các dự án, ngoài trừ vì đạo diễn kiêm người chồng không chính thức. Từ suốt năm 2017 đến nay, Kim Min-hee chỉ tham gia đóng phim của người tình, vì vậy cô chỉ còn cách đem chuông đi đánh xứ người. May mắn thành công, năm 2018, phim The Day After của cô được đề cử giải Cánh Cò Vàng tại Liên hoan phim Cannes. Kim Min-hee cũng nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại ASEAN Film Awards. Nhưng hiện tại, để tìm cơ hội tỏa sáng ở Hàn Quốc, đó chỉ là con số không tròn trĩnh. Đã 3 năm, sự ghét bỏ của khán giả đối với Kim Min-hee vẫn còn nguyên. Thậm chí, họ còn gọi đây là cặp tình nhân đáng ghét nhất Hàn Quốc, con kẻ quốc dân, bất chấp mọi thứ chỉ để tìm đến tình yêu.